chương bảy la mã phẩm bảy kệ hai trăm hai mươi bốn la mã sundara samudda trong thời đức phật hiện tại ngài sanh làm con một người giàu có trong hội đồng thành phố ở rajagaha phương xá và được đặt tên là samudda vì ngài rất đẹp trai nên được gọi là sundara samudda khi ngài còn trẻ ngài thấy được uy nghi đức phật khi có cuộc lễ đón rước Đức Phật đến Rajagaha. Với lòng tin và với thiên tánh tự nhiên, Ngài xuất gia. Được giao cho một đề tài thiền quán, Ngài đi từ Rajagaha đến Savatthi, ở với một người bạn và tu tập thiền quán. Mẹ Ngài ở vương xá, khi thấy các người con của các đại biểu hội đồng thành phố khác với những người vợ trang sức thật lộng lẫy vui chơi trong những ngày lễ, bà mẹ buồn nhớ con và khóc một kỹ nữ thấy vậy liền dỗ dành bà và tự nguyện đi đến Savatthi để đem con bà về. Bà mẹ hứa rằng nếu con bà chịu cưới nàng, bà sẽ cho nàng làm chủ gia đình và tặng nhiều tặng phẩm. Với một số tùy tùng, nàng đi đến Savatthi và dừng lại ngôi nhà ngài thường hay đến hàng ngày để khất thực. Nàng hết sức săn sóc cho ngài. Nàng ăn mặc lộng lẫy và mang dép vàng. Một hôm, nàng để đôi dép tại ngưỡng cửa đảnh lễ ngài với hai tay chấp lại khi ngài đi qua với cử chỉ muốn cám dỗ ngài và ngài một tư tưởng thế tục thoáng qua ngài cương quyết nỗ lực cuối cùng đứng tại đấy thiền định thiền quán và chứng được sáu tháng trí ngài diễn đạt quả chứng của ngài như sau 459 trang sức mặc áo đẹp đeo phòng hoa trang điểm chân bôi sơn màu đỏ một kỹ nữ đi dép 460 Chân rút ra khỏi dép, chắp tay hướng phía trước, nàng với giọng nhẹ dịu, mở đầu nói với ta. 461 Chàng trẻ tuổi xuất gia, hãy dừng lãnh vực em, thọ hưởng năm dục vọng, em cho chàng phương tiện, em hứa chàng sự thật, em đem chàng lửa thề. 462 Khi chàng em đều già, Cả hai đều chống gậy, cả hai cùng xuất gia, hai phần được phần mây. 463. Thấy người kỹ nữ ấy, chấp tay lời phan xin, trang sức mặc áo đẹp như thần chết gieo mồi. 464. Rồi ta tự tác ý, như lý khởi tư duy, các hiểm nguy hiển lộ, nhàm chán ta an trú. 465. Và tâm ta giải thoát, thấy pháp nghĩ là vậy, ba minh chứng đạt được, lời Phật dạy làm xong. 225 La Mã. La Kunataka Badiya. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài Sa nở Savathi trong một gia đình giàu có, được đặt tên là Badiya, nhưng vì ngài rất thấp nên được viết với tên là Lakuntaka Padilla, Padilla người lùng. Nghe bậc đạo sư giảng, ngài xuất gia trở thành một nhà học giả và biện tài, ngài dạy cho các người khác với một giọng nói rất dịu ngọt. Một hôm, nhân ngài đang lễ, một phụ nữ đi xe với một bà la môn thấy ngài và cười lên để lộ hàm răng của nàng. Vị trưởng lão lấy hàm răng ấy như một đề tài để thiền quán, khởi lên thiền định và trên căn cứ ấy phát triển thiền quán và trở thành một vị bất lai. Vậy sao nhờ tôn giả Sariputta dạy tu thân hành niệm, Ngài chứng quả A-la-hán, Ngài nói lên chánh trí của Ngài? 466 Ra ngoài các khu vườn, tên Ambataka, trong rừng với lùm cây, ái, ái căng từ bỏ, bát ngồi thiền, bậc may mắn hạnh phúc, 467 Một số người ưa thích trống sáo và trống nhỏ, còn ta dưới gốc cây, ta thích lời Phật dạy. 468 Nếu Phật ban ân huệ, ta được ân huệ ấy, ta trị thân hành niệm, thường hằng ở mọi giới. 469 Cười chê ta vì thân, ai theo ta vì tiếng, chúng không biết được ta vì dục tham chi phối. 470 Không biết được phần trong, không thấy được phía ngoài, trận bốn phía người ngu, bị tiếng nói lôi cuốn. 471 Không biết được phần trong, quán thấy được phía ngoài, chỉ thấy quả phía ngoài, cũng bị tiếng lôi cuốn. 472 quán trí được phần trong, quán thấy được phía ngoài, thấy không bị chướng ngại, không bị tiếng lôi cuốn. 226 La Mã Bát Đa Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, trong gia đình một vị lớn trong hội đồng thành phố, làm con một gia đình cha mẹ trước đây không có con. Dâu đã có cầu khẩn thần linh nhiều lần, vẫn chưa có con. Họ đi đến bậc đạo sư và nói, Nếu chúng con có được đứa con, chúng con sẽ dâng lên cho Ngài để làm thị giả. Khi được sinh Padda, họ mặc áo đẹp nhất cho Ngài, đưa Ngài đến bậc đạo sư và nói, Bạch Thế Tôn, đây là đứa con chúng con sanh ra. Sau khi ý kiến Thế Tôn, chúng con xin dâng hiến cho Thế Tôn. Thế Tôn bảo Ananda cho Padda xuất gia và đi vào hương phòng. Ananda giảng dạy cho Ngài và căn cơ Ngài quá thuần thục đến nỗi trong khi đang học, vừa lúc mặt trời mọc, Ngài phát triển thiền quán và chiếm được sáu tháng trí. Thế Tôn biết được những gì xảy ra và gọi. Hãy đến, này Bát Đa! Ngài đến, chấp tay đảnh lễ bậc Đạo Sư. Đó là lễ xuất gia của Ngài. Đó là lễ xuất gia do Đức Phật chủ trì. Và bậc trưởng lão nói lên chánh trí của Ngài. 473 ta là con độc nhất, được cha thương, mẹ thương, do nhiều hạnh giới cấm, phan phái mới được ta. 474 Vì lòng thương xót ta, muốn ta được hạnh phúc, cả cha và mẹ ta dẫn ta đến Đức Phật. 475 Được đứa con trai này, thật trải nhiều khó khăn, nuôi dưỡng rất tế nhị, được nuông chiều săn sóc chúng con kính dân Ngài, kính thưa bậc cứu độ, để làm người thi giả, hầu hạ bậc chiến thắng. 476 Bậc đạo sư nhận ra, nói a nan như sau, hãy cho nó xuất gia, nó sẽ thành thuần lương. 477 Sau khi bậc đạo sư bảo xuất gia cho ta, xong rồi bậc chiến thắng, bước vào trong tinh xá, khi mặt trời chưa mọc, tâm ta được giải thoát. 478 Rồi bậc đạo sư ta, để chấm dứt công việc, từ yên lặng thiền tịnh, Ngài đứng dậy gọi ta, Này Bát Đa hãy đến, ta thọ đại giới vậy. 479 Từ sanh đến bảy năm, ta được thọ đại giới, ba minh ta đạt được, ôi Pháp thiền Pháp tánh. 227 La Mã Sopaka Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh tự vợ một người cùng đinh và do thọ sanh, ngài được gọi là Sopaka, người cùng đinh. Có người nói ngài là con một thương gia. Sự kiện này không được tập Abhadana chấp nhận. Khi ta chứng được tái sanh cuối cùng, ta vào bào thai của Sopaka Bốn tháng sau khi sanh, cha ngài mệnh chung và được người cậu nuôi dưỡng. Người cậu do bị người con hay nóng giận của mình xúi dục, muốn giết ngài. Nó đem ngài đến bãi tha ma, trói hai tay ngài cột vào cổ một thây ma, nghĩ rằng các con chó rừng sẽ ăn thịt ngài. Nó không thể giết ngài vì ngài tái sanh lần cuối cùng. Ban đêm, các con chó rừng và các con thú khác đến, đứa con nít kêu khóc. Thế nào là định mệnh, được để dành cho ta, ai là người bà con của đứa trẻ mồ côi giữa nghĩa địa kinh hoàng, ta bị cột trói chặt, ta sẽ tìm được ai là người bạn của ta. Bậc đạo sư trong lúc ấy đang nhìn xem ai là người đáng cứu độ, thấy đứa trẻ, những nhân duyên chứng quả A-la-hán được chói sáng trong tâm của đứa trẻ, liền chiếu sáng hào quang và nói. Hãy đến Sopaka, người đừng có sợ hãi, hãy nhìn đến Như Lai, chính ta sẽ cứu con như mặt trăng thoát khỏi hàm răng của Rahu. Với sức mạnh của Đức Phật, đứa trẻ bước trước dây trói và cuối bài kệ đứng dậy, trở thành một bậc dự lưu và đứng trước hương phòng của Đức Phật. Mẹ Ngài tìm Ngài, hỏi người cậu, nhưng người cậu im lặng không nói gì. Mẹ Ngài đi đến Đức Phật, nghĩ rằng Đức Phật biết tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Bậc Đạo Sư dùng thần thông giấu đứa con bà thưa với thế tôn bà thế tôn con không thể tìm thấy đứa con nhưng thế tôn biết được con tôi đang làm gì thế tôn trả lời các người con không phải là chỗ y nương tựa cả cha cũng là vậy kể cả các bà con với kẻ bị mệnh chung dầu bà con huyết thống cũng không thể nương tựa và như vậy thế tôn thuyết pháp cho bà bà nghe xong chứng quả dự lưu nhưng đứa trẻ chứng quả a la hán rồi thế tôn rút lại thần thông và bà mẹ sung sướng thấy được người con được biết con mình đã chứng quả a la hán bà bằng lòng để con xuất gia và bà ra về rồi ngài đến đảnh lễ bậc đạo sư khi bậc đạo sư đang đi dưới bóng mát của hương phòng và đi theo thế tôn thế tôn muốn thế độ cho ngài liền hỏi ngài mười câu hỏi bắt đầu bằng câu Thế nào là một Pháp? Ngài hiểu được ý Thế Tôn liền trả lời Các chúng sanh được nuôi dưỡng bằng thức ăn, vân vân Với trí sáng suốt của mình bậc Đạo Sư thỏa mãn với những câu trả lời của đứa trẻ Thọ giới cho Ngài Do vậy, Ngài có được tên là đứa trẻ với những câu hỏi Ngài nói lên chánh trí của mình Thuộc lại những sự việc đã xảy ra với bài kệ như sau 480 thấy bậc tối thượng nhân kinh hành dưới bóng lầu tại đấy ta đi tới đảnh lễ bậc tối thượng 481 đắp y một bên vai chắp hai tay đưa lên đi theo bậc vô cấu tối thượng trên mọi loài 482 ngài hỏi ta câu hỏi khéo biết đặt câu hỏi ta trả lời đạo sư không run không sợ hãi 483 Đức Như Lai Tùy Hỷ Câu trả lời câu hỏi Nhìn chúng tỷ kheo tăng Ngài nói ý nghĩa này 484 Lợi ích thay dân chúng Anga Magada Cúng dường cho vị ấy Y dược thuốc sàng tọa Biết cung kính thích nghi Thật lợi ích cho chúng Bậc Đạo Sư nói vậy 485 bắt đầu từ hôm nay, hỡi này Sô-ba-ca, hãy đến ý kiến ta. Như vậy Sô-ba-ca, ông thành tựu đại giới, được an lành tốt đẹp. 486 Bảy năm từ khi sanh, ta được thọ đại giới, ta mang thân cuối cùng, ôi Pháp thiện Pháp tánh. 228 La Mã Sarabanga, trong thời đức phật hiện tại ngài sanh ở rajagaha vương xá con của một bà la môn ngài có thể được đặt tên độc lập hay không độc lập với truyền thống gia đình ngài không có đặc điểm gì để đặt tên khi đến tuổi trưởng thành ngài trở thành một ẩn sĩ tự dựng một thảo am làm bằng cọng cây lau mà tự ngài bẻ gãy và từ đấy ngài được biết với tên là sarabanga người bẻ gãy cọng cây lau thế tôn với phật nhãn nhìn quanh thế giới thấy được nơi ngài những điều kiện để thành vị a la hán thế tôn đi đến thuyết pháp cho ngài và ngài khởi lòng tin trở thành một vị xuất gia sau một thời gian trở thành vị a la hán ngài vẫn tiếp tục ở thảo am thảo am dần dần hư nát và sụp đổ xuống dân chúng hỏi ngài sao không dựng thảo am lại ngài trả lời khi thảo am được dựng lên ngài còn ẩn sĩ nhưng nay Ngài không thể làm được như vậy nữa. Rồi Ngài nói lên toàn bộ vấn đề như sau. 487 Ta bẻ những cây lâu, ta làm am ta ở, do vậy được tên tục, người bẻ gãy cây lâu. 488 Nay không còn thích hợp, tự tay bẻ cây lâu, theo học giới giảng dạy, cô ta ma danh xưng. 489 Chính Sarabanga từ trước chưa từng thấy, thấy chứng bệnh toàn diện một cách thật đầy đủ, bệnh ấy được ta thấy do lời bậc siêu thiên. 490. Chính đường ấy đã đi Vipassi Sikhi, kể cả Vesabu với Kakusanda, Konagamana chính với con đường ấy, Gotama đã đến 491. Ly ái không chấp thủ, bảy Phật chứng Niết bàn, pháp này được thuyết giảng bởi các vị chứng pháp. 492. Vì tư mẫn chúng sanh, bốn sự thật được giảng, khổ, khổ tập, con đường, diệt chấm dứt khổ đau. 493. Trong đời sống liên tục, khổ luân chuyển không dứt khi thân này bị hoại, khi mạng sống cáo chung, tái sanh khác không còn, ta thật khéo giải thoát, giải thoát mọi sanh y. Chương Tám La Mã Phẩm Tám Kệ 229 La Mã Maha Kachayana Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh tại Ujjaini trong gia đình của vị cố vấn nghi lễ cho vua Chandabhasota Ngài học ba thập vệ đà, khi Ngài lớn và khi phụ thân mất, Ngài kế tiếp chức vụ của cha. Ngài được biết với tên là Kachana, theo dòng họ. Nhà vua được nghe tin Đức Phật xuất hiện, Ngài đi mời Đức Phật. Ngài đi với bảy người, được bậc đạo sư thuyết pháp. Sau buổi thuyết giảng, cả Ngài với bảy người đều chứng quả A-la-hán với hiểu biết về nghĩa và về pháp. Rồi Thế Tôn đưa tay nói, Hãy đến các tỷ kheo cả tám vị được cắt tóc đầy đủ với bác và y. Khi Ngài đã được giải thoát, Ngài mời Đức Phật đến Usini để thuyết pháp cho vua. Đức Phật bảo Kachana tự mình đi về thực hiện sứ mệnh ấy. Kachana theo lời khuyên đi với cả bảy vị. Thuyết pháp cho vua khiến vua khởi lòng tin rồi trở lại với bậc đạo sư. Một hôm, nhiều tỷ kheo sau khi bỏ một bên các bổn phận của mình, tìm thú vui trong các vui thế tục và xã hội đang sống một đời sống phóng vật. Vị trưởng lão trong hai câu kệ khuyên rằng các vị ấy và với sáu bài kệ tiếp giảng dạy cho vua. 494 Chớ làm quá nhiều việc, tránh quần chúng đua tranh, người siêng tham đắm vị, bỏ đích đem an lạc. 495 Ta cảm là đống bùng, cung kính các gia đình, là mũi tên nhỏ nhiệm, thật khó được rút ra, tôn trọng khó từ bỏ, đối với kẻ không tốt. Lời cho vua 496 Hành động của con người không phải là độc ác, tùy thuộc vào người khác, người khác nói hay làm, tự mình chớ có làm, vì người và con nghiệp. 497 Không vì người khác nói, con người thành ăn trộm, không vì người khác nói, con người thành bậc thánh, như mình tự biết mình, chư thiên biết mình vậy. 498 Người khác không biết được, đây ta sống một thời, những ai biết được vậy, bậc trí sống lắng dịu. 499 Chỉ bậc trí sống mạnh, giàu tài sản đoạn tận, nếu không được trí tuệ, có tiền như không sống, với vua hỏi về cơn mộng năm trăm với tai nghe tất cả với mắt thấy tất cả kẻ trí bỏ tất cả như không thấy không nghe năm trăm một có mắt như kẻ mù có tai như kẻ điếc có trí như kẻ ngu có sức như kẻ yếu để việc lành khởi lên nằm như kẻ chết nằm 230 La Mã, Sirimita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, vương xá, con của một điện chủ giàu có, được đặt tên là Sirimita. Mẹ Ngài là chị của Sirigutta. Này Sirimita, cháu của Sirigutta, tìm được lòng tin đối với bậc đạo sư, nhiếp phục con voi Danapala. Rồi Ngài xuất gia, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Một hôm, từ chỗ ngồi đứng dậy để tụng học giới bổn, Patimokha, Ngài cầm một cái quạt có sơn màu, rồi ngồi xuống, Ngài thuyết pháp cho các tỷ kheo. Và làm như vậy, Ngài làm nổi bật những đức tánh khác như sau. 502. Không phẫn nộ, không hận, không gian, không hai lưỡi. Vì tỷ kheo như vậy, đời sau không ưu sầu. 503. Không phẫn nộ không hận, không gian không hai lưỡi, tỷ kheo thường hộ căng, đời sau không ưu sầu. 504. Không phẫn nộ không hận, không gian không hai lưỡi, tỷ kheo giữ thiện giới, đời sau không ưu sầu. 505. Không phẫn nộ không hận, không gian không hai lưỡi, tỷ kheo thiện bằng hữu, đời sau không ưu sầu. 506. Không phẫn nộ không hận, không gian không hai lưỡi, tỷ kheo thiện trí tuệ, đời sau không ưu sầu. Sau khi thuyết giảng về phẫn nộ, hận, vân vân, ngài nói đến con đường siêu thoát, diễn tả thái độ chân chánh của từng cá nhân, như vậy chứng nhận chánh trí của mình. 507 Với ai tin như lai, không dao động thiện trú, với ai nếp giới hạnh, được thiện nhân tán thán, được bậc thánh tùy hỷ. 508 Với ai có tính thành, đối với chúng tăng già, có tri kiến chánh trực, họ nói về người ấy, vì ấy không nghèo đói, đời sống không trống rỗng. 509 Vậy nên bậc hiền trí, hãy chú tâm tính giới, tịnh tính thấy đúng pháp vào cốt tủy lời Phật. 231 La Mã Maha Bantaka Khi bậc đạo sư đi đến Rajagaha chuyển bánh xe Pháp, Bantaka, con đầu lòng của con gái một nhân viên giàu có trong ủy ban thành phố và cùng một trong những người nô tỳ của phụ thân của người con gái, Cả hai thường đi đến ông ngoại để nghe bậc đạo sư thuyết pháp, khởi lòng tin với thiền quán. Sau khi xuất gia, Ngài trở thành thiện xảo trong lời dạy của bậc đạo sư và trong bốn thiện. Và sau một thời gian chứng quả A-la-hán, an trú trong an lạc thiền quán và quả chứng, Ngài hồi tưởng lại sự thành công của mình và sung sướng trống tiếng rống con sư tử như sau. 510 Khi đầu tiên ta thấy bậc đạo sư vô úy, xúc động khởi nơi ta, thấy được người tối thượng. 511 Ai cả tay cả chân, cầu khẩn thần may đến, với cử chỉ như vậy, khiến đạo sư hoan hỷ, vị ấy không thể đạt như sở nguyện của mình. 512 Còn ta đã từ bỏ, vợ con tiền lúa gạo, sau khi cạo râu tóc ta xuất gia không nhà. 513. Học sinh hoạt đầy đủ, các căn khéo chế ngự, đảnh lễ bậc chánh giác, ta trú không khuất phục. 514. Rồi ta khởi ước nguyện, tâm an trú tha thiết, ta quyết không ngồi nữa, dầu chỉ là một phút, cho đến khi rút được, rút mũi tên tham ác. 515 ta an trú như vậy, hãy xem nhờ nỗ lực, ba minh ta đạt được, lời Phật dạy làm xong. 516. Ta biết được đời trước, thiên nhãn được thanh tịnh, ta xứng được cúng dường, giải thoát khỏi sanh y. 517. Như đêm trở thành sáng, khi mặt trời mới mọc, mọi khát ái khô kiệt, ta vào ngồi kiết già. Dạ.